Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm lắc tay nam bạc phong cách. Lắc tay nam bạc phong cách thời trang mang đến nét cá tính cho phái mạnh. Đeo chiếc lắc tay này giúp nam giới trở nên thu hút và ấn tượng hơn. Không giống các sản phẩm trang sức khác, lắc tay bạc vừa để làm đẹp, đeo thời trang, vừa mang lại lợi ích về sức khỏe cho phái nam. Trang sức em và tôi nhận đặt chế tác lắc tay nam bạc phong cách, thanh toán an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.